tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2024 của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump vừa có phát biểu gây chấn động với ý định biến Bitcoin thành một loại tiền tệ dự trữ chiến lược cho nền kinh tế lớn nhất thế giới tại Hội nghị Bitcoin 2024 tại Nashville, Tennessee, Mỹ ngày 27 tháng 7. Dưới thời của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, ngành công nghiệp tiền mã hóa đang chịu áp lực lớn trước những hoạt động của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Cơ quan này đã tiến hành các hành động pháp lý chống lại một số công ty tiền mã hóa như Coinbase hay Binance. Và ngay cả sau khi Tổng thống Joe Biden quyết định ngừng tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris được dự đoán nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì những chính sách tương tự nếu chiến thắng. Trong khi đó, ứng viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump lại có những động thái khá khác biệt với các đối thủ của Đảng Dân Chủ với cú quay xe 180 độ bất ngờ vào phút chót. Trước kỳ bầu cử năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump cũng không ít lần chỉ trích Bitcoin. Năm 2019, ông Trump cho rằng những tài sản này không phải là tiền, giá thì biến động mạnh và không dựa trên gì cả. Vào năm 2021, ông Trump lại tiếp tục chỉ trích Bitcoin như một trò lừa đảo. Nhưng không lâu sau đó, ông Trump đã thay đổi hẳn quan điểm, chuyển sang ủng hộ tiền mã hóa và ra mắt các bộ sưu tập NFT thu về hàng triệu đô la Mỹ. Hồi tháng 6, ông Trump đã gặp gỡ các công ty khai thác Bitcoin và tuyên bố rằng Mỹ nên sản xuất nhiều Bitcoin hơn. Và đến hội nghị Bitcoin 2024 đang diễn ra, vị Tổng thống Mỹ thứ 45 chính thức phát biểu rằng nếu trở lại Nhà Trắng vào năm 2024, một trong những mục tiêu của ông là tập hợp kho dự trữ Bitcoin chiến lược quốc gia để đưa tiền điện tử thành tài sản quốc gia lâu dài để mang lại lợi ích cho tất cả người dân Mỹ. Ông Donald Trump khẳng định sẽ biến Mỹ trở thành thủ đô tiền điện tử của thế giới, nơi thống trị tiền điện tử. CNN dẫn lời cựu Tổng thống Trump, nếu tiền điện tử quyết định tương lai, tôi muốn nó được đào, đúc và làm ra tại Mỹ. Và nếu Bitcoin tăng vọt, tôi muốn nước Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu. Theo đó, ông Trump hứa hẹn sẽ thành lập một hội đồng cố vấn Tổng thống về Bitcoin và tiền điện tử mà theo ông Trump sẽ cung cấp hướng dẫn quy định minh bạch cho lĩnh vực tài chính mới này. Ứng viên Đảng Cộng Hòa cũng dự đoán Trung Quốc sẽ lấn sân tiền điện tử nếu Mỹ không hành động, dù Bắc Kinh hiện đang cấm loại tiền này. Đề cập hiện tại, ông Trump cho biết nhiều người không nhận ra rằng chính phủ Mỹ là một trong những bên nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới. Chính phủ liên bang nắm giữ gần 210.000 Bitcoin hoặc 1% tổng nguồn cung. Nhưng trong thời gian quá dài, chính phủ của chúng ta đã vi phạm quy tắc cơ bản mà mọi người dùng Bitcoin đều thuộc lòng. Không bao giờ bán Bitcoin của bạn, ông Trump tuyên bố. Và vì vậy, trong kế hoạch của tôi ngày hôm nay, tôi tuyên bố rằng nếu được bầu, chính sách của chính quyền, tôi sẽ là giữ lại 100% số Bitcoin mà chính phủ Mỹ hiện đang nắm giữ hoặc mua lại trong tương lai. Số Bitcoin này sẽ đóng vai trò là cốt lõi của kho dự trữ Bitcoin chiến lược quốc gia. Giới quan sát hiện bình luận, phát ngôn của ứng viên Đảng Cộng Hòa không rõ có vì động cơ vận động tranh cử trước nhóm cử tri có tiền hay không, vì rõ ràng nó quay xe so với các tuyên bố trước đó của ông. Tuy nhiên, ngay sau phát biểu của ông Trump, thị trường tiền mã hóa bất ngờ nóng trở lại, đặt niềm tin lớn vào kịch bản ứng viên Đảng Cộng Hòa lên nắm quyền. Giới trong ngành kỳ vọng ông Trump trở lại Nhà Trắng sẽ đem đến những quy định pháp lý thân thiện hơn, hỗ trợ Bitcoin và các đồng tiền khác cũng như thợ đào, các thương vụ IPO và sàn giao dịch tại Mỹ. Chuyên gia Gautam Chugani, giám đốc điều hành của Bernstein nhận định, thị trường tiền mã hóa diễn giải kịch bản ông Trump giành chiến thắng là tích cực hơn và giá Bitcoin có mối tương quan tích cực với khả năng ứng viên của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin đã tăng khoảng 10% sau khi ông Trump bị ám sát hụt. Hiện đồng tiền mã hóa này được giao dịch trong khoảng từ 63.000 đến 68.000 đô la Mỹ trong những ngày gần đây. Chuyên gia này lưu ý, những tuyên bố ủng hộ Bitcoin của ông Trump đang thúc đẩy sự lạc quan với đồng tiền mã hóa này. Ông dự đoán Bitcoin sẽ tiếp tục nhạy cảm với cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ và đặt mục tiêu giá lên đến tới 200.000 đô la Mỹ vào cuối năm 2025.
Ngày 26 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc bang Florida, Mỹ. Trong cuộc gặp, ông Donald Trump đã nêu khả năng xảy ra một số cuộc giao tranh lớn ở Trung Đông và có thể cả Thế chiến III. Ông Donald Trump nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel rằng "Nếu tôi chiến thắng, mọi thứ sẽ rất đơn giản, mọi việc sẽ ổn thỏa và nhanh chóng. Nếu tôi thất cử, điều đó dẫn đến các cuộc giao tranh lớn ở Trung Đông và thậm chí là Thế chiến III. Hiện tại, ông, tức ông Netanyahu, đang ở sát Thế chiến III so với bất kỳ thời điểm nào kể từ Thế chiến II. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ sau đó ra tuyên bố về cuộc gặp, cho biết ông Trump cam kết sẽ nỗ lực hết sức để mang lại hòa bình cho Trung Đông và ngăn hiện tượng bài Do Thái lan rộng ra các trường đại học ở Mỹ sau khi ông quay lại Nhà Trắng. AFP mô tả, ông Trump đã chào đón nồng nhiệt ông Netanyahu và phu nhân Sarah, hôn vào hai má của bà trước khi bắt tay Thủ tướng Israel, lúc hai người đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Thủ tướng Netanyahu đăng ảnh ông đứng cạnh cựu Tổng thống Trump, trên tay cầm một chiếc mũ có dòng chữ chiến thắng toàn diện. Điều ông cam kết sẽ làm được trong cuộc giao tranh chống Hamas ở giải Gaza khi phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 24 tháng 7. Không khí cuộc gặp được cho là trái ngược đáng kể với cuộc hội đàm trước đó một ngày giữa ông Netanyahu và bà Harris. Trong đó, Phó Tổng thống Mỹ thúc giục Thủ tướng Israel chốt thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza và khẳng định bà sẽ không yên lặng trước nỗi thống khổ của người dân Palestine. Bà Harris nói với báo giới sau cuộc gặp với ông Netanyahu, những gì đã xảy ra ở giải Gaza trong 9 tháng qua thực sự tàn khốc. Hình ảnh trẻ em thiệt mạng, những người đói khát tuyệt vọng tìm chỗ trú ẩn, có những người đã mất nhà 2, 3, thậm chí 4 lần. Ông Trump ngày 26 tháng 7 gọi bà Harris là người cực tả, cho rằng phát biểu của bà về Israel thiếu tôn trọng và không tốt. Trước đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng thế giới đang bên bờ vực của một cuộc giao tranh mới, việc xảy ra giao tranh Israel-Hamas ở Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine. Ông Donald Trump cũng từng đưa ra một số dự đoán đáng sợ về những gì có thể xảy ra nếu bản thân không quay trở lại Nhà Trắng, trong đó có cả tuyên bố thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ. The Hill nhận định, cuộc gặp của ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu diễn ra trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang xảy ra nhiều biến động lớn, khi cách đây một tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố bản thân sẽ không tái tranh cử và ủng hộ bà Kamala Harris làm ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Xuất hiện vào ngày 26 tháng 7 mà không có băng ở tay phải, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hồi phục sau vụ ám sát bất thành hôm 13 tháng 7. Như các bạn đã thấy, tôi đã hồi phục tốt và thực tế là vừa tháo miếng băng cuối cùng ra khỏi tai. Ông Trump tự tin khẳng định trước đám đông ủng hộ mình tại một sự kiện do Turning Point USA tổ chức tại West Palm Beach, bang Florida. Ông Donald Trump đã bị đạn bắn sượt qua tai trong một vụ ám sát hụt diễn ra gần 2 tuần trước đó trong cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania. Một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ tấn công này. Vào đầu tuần này, Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Chitter đã từ chức trong bối cảnh các nhà lập pháp của cả hai đảng chỉ trích không ngừng về những thất bại trong việc bảo vệ ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Theo đó, Quốc hội sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng để điều tra. Bài phát biểu hôm 26 tháng 7 là một phần trong hoạt động vận động tranh cử của ông Donald Trump trong tuần qua, khi ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa chuyển hướng sang đối đầu với Phó Tổng thống Kamala Harris sau khi Tổng thống Joe Biden bất ngờ rời khỏi cuộc đua vào hôm 21 tháng 7. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang trở nên căng thẳng và kịch tính hơn khi bà Kamala Harris giành được nhiều sự ủng hộ của cử tri và nhà tài trợ Dân Chủ. Cuộc thăm dò từ hôm 22 đến 23 tháng 7 theo giờ địa phương của Reuters Esports cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhận được 44% sự ủng hộ, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump được 42%. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đang muốn đảo chiều theo xu hướng này. Đồng thời thừa nhận trong một bản ghi nhớ vào đầu tuần này rằng Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ mất đi vị thế trong các cuộc thăm dò trước sự phấn khích của công chúng dành cho bà Harris. Tuy nhiên, lưu ý thêm rằng lợi thế này sẽ không kéo dài. Là một phó tổng thống nữ da màu và gốc châu Á đầu tiên và trẻ hơn ông Donald Trump gần 20 tuổi, bà Kamala Harris đang có lợi thế đặc biệt trước nhóm cử tri trẻ tuổi cùng nhóm cử tri thiểu số khác, liên minh từng giúp ông Barack Obama giành chiến thắng vào năm 2008 và 2012.
Phát biểu trước đám đông cổ vũ tại sự kiện hôm 26 tháng 7, trong bài phát biểu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, ông Donald Trump đã chỉ trích bà Harris là người cực đoan, theo chủ nghĩa tự do cấp tiến. Những ngày gần đây, một số đảng viên Cộng hòa đã cảnh báo cần tránh công kích vào yếu tố chủng tộc hoặc giới của bà Harris vì lo ngại những điều này có thể gây phản tác dụng. Trong một tuyên bố đáp lại bài phát biểu của ông Donald Trump được đăng trên mạng xã hội X, một đại diện chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết, nước Mỹ có thể làm tốt hơn những ảo tưởng cay đắng, kỳ lạ và lạc hậu của ông Donald Trump. Phó Tổng thống Mỹ cũng đưa ra tầm nhìn cho tương lai của nước Mỹ, tập trung vào tự do, cơ hội và an ninh. Cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ đang chứng kiến sự cạnh tranh gắt gao giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Theo cuộc thăm dò mới nhất của tờ Wall Street Journal công bố vào ngày 27 tháng 7, bà Harris và ông Trump gần như ngang ngửa về tỷ lệ ủng hộ, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lòng cử tri, đặc biệt là cử tri không phải da trắng, tạo ra cú hích đáng kể cho cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo cuộc khảo sát, ông Donald Trump đang dẫn trước bà Harris với tỷ lệ ủng hộ 49% so với 47%. Tuy nhiên, kết quả này nằm trong biên độ sai số cộng trừ 3,1 điểm phần trăm, cho thấy cuộc đua thực sự rất xích sao. Trước đó, ông Donald Trump đã dẫn trước Tổng thống Joe Biden 6 điểm phần trăm trước khi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Harris. Khi có sự tham gia của các ứng cử viên bên thứ ba như Robert Kennedy, bà Harris nhận được 45% sự ủng hộ, ông Trump là 44%, ông Kennedy là 4% và 5% vẫn chưa quyết định. Bà Harris đạt được những bước tiến quan trọng trong việc tái lập liên minh, đưa ông Biden vào Nhà Trắng vào năm 2020. Liên minh này đã bị lung lay do lo ngại về tình trạng thể chất và tinh thần của Tổng thống Biden. Phó Tổng thống Kamala Harris nhận được sự ủng hộ cao hơn từ cử tri da đen, người Mỹ Latin và cử tri trẻ tuổi so với ông Biden. Theo cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal, bà Harris được 63% cử tri không phải da trắng ủng hộ trong cuộc đua hai ứng cử viên, tăng so với mức 51% của ông Biden trong cuộc thăm dò gần đây nhất. Sự ủng hộ từ cử tri trẻ tuổi cũng tăng lên, với việc bà Harris thu hút nhiều cử tri dưới 30 tuổi hơn so với ông Biden. Bà cũng tạo ra một làn sóng hưng phấn trong đảng Dân Chủ, với 81% cử tri Dân Chủ nhiệt tình ủng hộ bà so với chỉ 37% của ông Biden vào đầu tháng 7 vừa qua. Sự ủng hộ lớn hơn từ cử tri không phải da trắng có thể giúp cho bà Kamala Harris cạnh tranh tại các bang chiến địa đa dạng về chủng tộc và dân tộc như Arizona, Nevada, Georgia và Bắc Carolina, nơi ông Biden từng gặp khó khăn. Tuy nhiên, bà Harris vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại do liên quan chặt chẽ với các vấn đề của chính quyền ông Biden, bao gồm các vấn đề về biên giới, giá cả tăng cao và các xung đột kéo dài ở Trung Đông và Ukraine. Ông Donald Trump được coi là có khả năng hơn bà Harris trong việc xử lý các vấn đề về nhập cư, kinh tế, quan hệ đối ngoại và tội phạm. Bà Harris chỉ được đánh giá cao hơn về vấn đề phá thai với tỷ lệ ủng hộ 51% so với 33% của ông Donald Trump. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra 48% số người được hỏi rằng ông Trump 78 tuổi quá già để làm Tổng thống, trong khi chỉ có 2% đánh giá với bà Harris như vậy. Năm nay bà Harris 59 tuổi. Bà Harris được cho là có khí chất phù hợp để làm Tổng thống hơn, với 46% so với 38% của ông Trump. Như vậy, cuộc đua giữa bà Harris và ông Donald Trump đang rất sát sao, với nhiều yếu tố biến động. Sự thay đổi trong lòng cử tri và sự nhiệt tình tăng cao trong đảng Dân Chủ có thể mang lại lợi thế cho bà Kamala Harris. Tuy nhiên, ông Donald Trump vẫn có thế mạnh trong một số lĩnh vực và trong bối cảnh này, cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 hứa hẹn sẽ đầy kịch tính. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!